Chương trình Game Online này được Đại sứ quán Israel và Đại học Sư phạm 1 phối hợp với Trung tâm Hồi chức năng Việt Hàn. Đây là cái chương trình hết sức là thiết thực. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi đây được tập huấn cái kỹ năng chơi cho trẻ rất là tốt. Các cháu rất là hào hứng tham gia, giảm thiểu các cái hành vi ngoài mong muốn. Chương trình này nếu mà được triển khai đều thì rất tốt cho các trẻ khuyết tật tại Trung tâm Hồi chức năng Việt Hàn. What we can see here is a wonderful activity for embracing the special children. What we did here by MASHAV, we tried to work with the teachers to give them some tools how to do it better. Some of these ideas will be taken by the people here in Vietnam, and I hope we brought some light to these people by training those trainers. So if we manage to bring something, I'm very happy.